Hãy đăng ký kênh thay đổi để thành công để cập nhật các tin tức mới nhất từ dự án Pi Network. Với tư cách là nhà phát triển, việc xây dựng trên Pi mang đến cho bạn cơ hội định hình tương lai của Web3 bằng cách trao quyền cho bạn xây dựng các tiện ích cho hàng chục triệu người và tạo ra tác động có ý nghĩa đến cuộc sống của mọi người. Với cơ sở người dùng rộng rãi, dễ sử dụng, khả năng vô hạn cũng như sự hỗ trợ và tài nguyên mạnh mẽ, Pi Network là nền tảng blockchain dành cho các nhà phát triển như bạn để xây dựng một ứng dụng phi tập trung thành công. Tại đây, chúng ta sẽ đi sâu vào cách xây dựng trên Pi có thể phát huy tiềm năng của bạn với tư cách là nhà phát triển và giúp bạn tạo ra các ứng dụng và tiện ích đổi mới nhằm giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Yêu cầu KIC biết khách hàng của bạn tầm quan trọng của tính bảo mật và tính hợp pháp trong thế giới tiền điện tử một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong hệ sinh thái tiền điện tử là bảo mật bảo mật càng trở nên quan trọng hơn khi chúng ta nói về các dự án nhằm tạo ra một môi trường an toàn và đáng tin cậy cho người dùng của họ đây là lý do tại sao yêu cầu kic hoặc biết khách hàng của bạn là điểm quan trọng đầu tiên cần giải quyết trong thế giới tiền điện tử ngày càng phức tạp kic đóng vai trò là công cụ quan trọng để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố KIC cũng giúp xây dựng niềm tin giữa người dùng và dự án tiền điện tử khi người dùng biết rằng danh tính của họ đã được xác minh họ sẽ cảm thấy an toàn hơn khi sử dụng nền tảng p network với cam kết mang tiền điện tử đến với mọi người đã thực hiện bước đi đúng đắn khi triển khai KIC quá trình này có vẻ phức tạp đối với một số người nhưng đây là bước cần thiết để đảm bảo rằng dự án hoạt động chính xác và tuân thủ các quy định liên quan liên tục cải tiến hệ thống giải pháp KIC đại chúng một khía cạnh đáng khen ngợi của p network là sự cống hiến trong việc liên tục cải thiện hệ thống KIC của họ họ đã phát triển cái mà họ gọi là giải pháp KIC đại chúng nhằm mục đích làm cho quy trình KIC trở nên dễ tiếp cận và thân thiện hơn với tất cả mọi người bước này chứng tỏ rằng p network không dừng lại ở yêu cầu KIC họ cố gắng làm cho quá trình này lấy người dùng làm trung tâm hơn một trong những thách thức lớn nhất trong việc triển khai KIC là cung cấp giải pháp nhanh chóng và hiệu quả trong nhiều dự án tiền điện tử quá trình KIC có thể mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần điều này có thể là rào cản đối với những người muốn bắt đầu nhanh chóng tuy nhiên với giải pháp KIC đại chúng p network tìm cách giải quyết vấn đề này tất nhiên việc sử dụng công nghệ blockchain và tiền điện tử không phải là không có rủi ro có rất nhiều dự án lừa đảo đang cố gắng khai thác sự quan tâm ngày càng tăng đối với tiền điện tử. Do đó, các biện pháp như KIC là rất quan trọng để duy trì niềm tin vào hệ sinh thái này. Một tương lai tươi sáng cho mạng Pi Để giải quyết những thách thức này, Pi Network đặt ra các tiêu chuẩn cao về tính bảo mật và tính hợp pháp. Họ đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu cao cả là cung cấp quyền truy cập vào thế giới tiền điện tử cho mọi người với tư cách là cộng đồng p network chúng ta có thể mong đợi một tương lai tươi sáng bằng cách giải quyết các vấn đề kic này p network có thể mở đường cho việc ra mắt open mainnet dự kiến trong thế giới tiền điện tử ngày càng phát triển điều cần thiết là phải có các dự án như p network cam kết về tính bảo mật tính hợp pháp và tính toàn diện vì vậy chúng ta hãy tiếp tục hỗ trợ và theo dõi sự phát triển của Pi Network khi chúng ta cùng nhau hướng tới một tương lai cởi mở và kết nối hơn trong thế giới tiền điện tử. Hiện tại Pi vẫn chưa lên sàn giao dịch nên mọi người khai thác bằng cách kích tia xét mỗi ngày, hạn chế mua bán Pi ở các sàn giao dịch chợ đen tránh mất tiền quan. Chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống, chúc cộng đồng Pi Network ngày càng phát triển và thành công.